إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Lễ nguyện Salat là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của tôn giáo Islam. Nó là trụ cột nền tảng và thiết yếu của tôn giáo. Theo nghĩa của từ thì Salat có nghĩa là dua, tức là cầu nguyện. Và nó là sự thể hiện sự và nó là sự liên hệ của người bề tôi với thượng đế của y, đấng tạo hóa của y. Salat mang nhiều ý nghĩa thờ phượng và cầu xin khấn vái cũng như sự phù hộ và che chở của Allah. Trong Salat thì người bề tôi cầu xin Ngài cứu rỗi, tụng niệm Ngài, mô tả Ngài và cầu xin Ngài đoái thương và hướng dẫn đúng đường ngay chính. Thì Allah subhanahu wa ta'ala xác lệnh quy định lễ nguyện Salat thành cái nghi thức thờ phượng cho mỗi người Muslim, mỗi tín đồ Muslim. Có những lễ nguyện Salat mang tính là bắt buộc như năm lễ nguyện Salat hàng ngày. Và đây là bổn phận đầu tiên mà Allah quy định cho đám bề tôi của Ngài. Và có những lễ nguyện Salat thì người Muslim thực hiện nó là chỉ mang tính là làm thêm, chỉ để tỏ lòng yêu thương và biết ơn đối với Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo hóa ra y và đã ban cho y vô số ân huệ mà y không tài nào kể hết được. Bởi vì lễ nguyện Salat có ảnh hưởng lớn đến bản chất của tâm hồn, thiết lập tác phong và nhân cách và làm vững chắc đức tin iman, nên Allah subhanahu wa ta'ala đã xác lệnh quy định cho các vị Nabi cũng như những cộng đồng trước đây là phải thực hiện nó. Thì hầu như không có một đường lối giáo luật nào lại không được Allah quy định phải dừng lễ nguyện Salat. Thật vậy, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán kể trong kinh Quran của Ngài về các vị Nabi cũng như các cộng đồng của họ, tiêu biểu như lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim alaihi salam, người cha của các vị Nabi, đã cầu nguyện với thượng đế của người: Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Lạy thượng đế của bề tôi, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi duy trì lễ nguyện Salat và cả con cháu của bề tôi nữa. Thì Allah đã chấp nhận cái lời cầu xin của Nabi Ibrahim alaihi salam, nên sau này con của người Nabi Ismail alaihi salam cũng là người luôn duy trì cái lễ nguyện Salat. Allah đã phán cho chúng ta biết về điều đó. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah subhanahu wa ta'ala phán về Ismail alaihi salam, y đã thường bảo người nhà của mình dâng lễ nguyện Salat và đóng zakah, và y là người được thượng đế của y hài lòng. Sau Nabi Ibrahim và sau Nabi Ismail alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala đã nói chuyện trực tiếp với một vị Nabi, đó là Musa alaihi salam. Inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala phán: quả thực ta là Allah, không có thượng đế nào khác ngoài ta, cho nên ngươi hãy thờ phụng ta và hãy dâng lễ nguyện Salat để tưởng nhớ tới ta. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo người phụ nữ đồng trinh dâng lễ nguyện Salat. Ngài phán: Ya Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Này hỡi Maryam, ngươi hãy hết lòng thờ phượng thượng đế của ngươi. Ngươi hãy quỳ lại và cúi mình với những người quỳ lại thần phục Allah. Nabi Isa Yesu alaihi salam,
Al-Masih đã trình bày rõ ràng rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ra lệnh cho người phải dâng lễ nguyện Salah. Và người đã nói điều này trong lúc này, trong lúc người vẫn còn nằm nôi. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam nói, quả thật ta là một người bề tôi của Allah. Nabi Isa đã khẳng định, người không phải là Chúa, người là bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala. Ngài ban cho ta kinh sách và chọn ta là một vị Nabi. Ngài ban phúc cho ta bất cứ nơi nào ta có mặt. Và Ngài ra lệnh cho ta phải dâng lễ nguyện Salah và phải đóng zakat suốt thời gian ta sống trên cõi đời này. Allah đã xác lệnh lời giao ước cho con cháu Israel rằng họ phải duy trì và giữ gìn việc dâng lễ nguyện Salah. Ngài phán: Wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah subhanahu wa ta'ala phán, chúng ta biết rằng các ngươi hãy nhớ lại khi ta đã nhận giao ước từ người dân Israel các ngươi. Ta phán bảo các ngươi không được thờ phượng ai khác ngoài Allah. Các ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ, phải cư xử tử tế với bà con họ hàng, với trẻ mồ côi, với những người thiếu thốn. Các ngươi phải nói năng nhã nhặn với mọi người và các ngươi phải dâng lễ nguyện Salah và phải đóng zakat. Và sau họ thì thiên sứ Muhammad của chúng ta Sallallahu alaihi wasallam đã kêu gọi chúng ta đến với những gì mà các anh em, các vị anh em Nabi, các vị Nabi anh em của người đã kêu gọi rằng phải vĩ đại quá một mình Allah, phải thờ phụng riêng một mình Ngài, phải dâng lễ nguyện Salah hướng về một mình Ngài. Thật vậy, Allah đã bảo thiên sứ Muhammad Sallallahu alaihi wasallam như vậy. Ngài phán: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Ngươi Muhammad, hãy ra lệnh cho người nhà của mình, người nhà của ngươi dâng lễ nguyện Salah và ngươi hãy kiên nhẫn. Allah subhanahu wa ta'ala khen ngợi những bề tôi của Ngài, những ai đã chuyên tâm dâng lễ nguyện Salah. Ngài phán: Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum wa hum bil akhirati hum wa hum bil akhirati yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Đó là những người chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, xuất zakat và có đức tin kiên định nơi cõi đời sau. Họ là những người theo đúng nguồn chỉ đạo từ Thượng Đế của họ và họ là những người thành đạt. Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao đã sẽ hứa ban cho họ, tức là những người chủ đáo dâng lễ nguyện Salah, thiên đàng, một cái phần thưởng xứng đáng tương ứng. Ngài phán: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Những người mà họ luôn luôn duy trì, luôn luôn chu đáo duy trì các lễ nguyện Salah của họ, những người được mô tả đó thực sự là những người thừa hưởng. Họ thừa hưởng cái gì? Họ thừa hưởng Firdaus, cái nơi cao nhất của thiên đàng, và họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam vẫn luôn dặn dò các tín đồ của người là phải dâng lễ nguyện Salah hướng về Allah và phải chuyên tâm thờ phượng một mình Ngài. Người vẫn luôn dặn dò như vậy cho đến khi người trút hơi thở cuối cùng. Ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu nói rằng lời dặn dò của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam được người nhép trên môi trước lúc người từ biệt cõi trần, đó là as-salah, as-salah, ittaqullaha fi ma malakat aymanukum. Nabi Muhammad sallam nói as-salah, 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 as-salah. Và các ngươi hãy kính sợ về những nữ nô lệ đang ở dưới quyền của các ngươi. Allah subhanahu wa ta'ala quy định lễ nguyện Salah cũng như là những cái hình thức thờ phượng khác, bởi vì Ngài là đấng ân phúc và tối cao. Ngài không hề sắc lệnh quy định quá nhiều hay là quá khả năng của người bề tôi. Ngài cũng không hề không ban thêm cho cái người bề tôi khi họ cố gắng làm những cái điều ngoan đạo cũng như là những cái điều vâng lời
Và Ngài cũng không hề bớt đi những cái ân phước khi mà người bề tôi làm những cái điều tội lỗi. Mà thật ra Ngài sắc lệnh quy định chúng để mà ban những cái điều hữu ích cho những cái người bề tôi của Ngài. Ngài muốn thanh lọc bản thân họ, Ngài muốn rèn luyện phẩm chất và đạo hạnh của họ, và Ngài muốn cải thiện cuộc sống trần gian cũng như là cuộc sống đời sau của họ. Thì điều đầu tiên được xác thực mà lễ nguyện Sola mang lại cho người có đức tin đó là nó soi sáng cuộc sống của y và giúp y luôn tưởng nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã mô tả lễ nguyện Sola là ánh sáng. Người bảo: "Man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Ai mà giữ gìn lễ nguyện Sola thì nó sẽ là ánh sáng, là bằng chứng và là sự cứu rỗi ở ngày phục sinh. Và trong một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wa as-sabru was-sabru diyaun." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói lễ nguyện salat là ánh hào quang, sadaqa là bằng chứng, và kiên nhẫn là chiếc đèn, là chiếc đèn soi rọi. Lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lễ nguyện Salah là ánh sáng, có nghĩa là Salah là điều ngăn cản người bề tôi làm những điều tội lỗi và xấu xa, trái đạo. Đồng thời lễ nguyện Salah sẽ hướng người bề tôi đến con đường đúng đắn, và giống như là ánh sáng nó soi rọi cho y thấy rõ được điều đúng và điều sai trái. Còn đối với việc giúp người Muslim tránh xa những đại tội thì những điều nghịch đạo nghiêm trọng, thì việc lễ nguyện Salah, việc dâng lễ nguyện Salah ngày đêm 5 lần sẽ nhắc nhở cái người tín đồ, người bề tôi của Allah rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala lúc nào cũng đang quan sát và lúc nào cũng đang theo dõi y, nên y sẽ không dám làm điều cấm. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy sướng đọc những điều đã được mặc khải cho ngươi trong kinh sách Quran, và ngươi hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah. Quả thật lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và tội lỗi, và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn lao nhất, và Allah biết rõ mọi điều các ngươi làm. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam được thông báo cho biết về một người đàn ông là dâng lễ nguyện Salah ban đêm, nhưng ban ngày thì lại đi trộm cắp. Và thì người nói: Innahu sayanhahu ma yaqul. Quả thực những gì y nói sẽ ngăn cản việc làm đó của y. Có nghĩa là việc dâng lễ nguyện Salah, inshallah sẽ giúp y, inshallah trong tương lai sẽ giúp y thay đổi tính cách và thay đổi những hành động sai trái của y. Việc lễ nguyện Salah còn là nguyên nhân để được Allah tha thứ, những cái tội nhỏ và sẽ giúp y quay trở về gần với sự thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vì lễ nguyện Salah là phương tiện giao tiếp giữa người bề tôi và Thượng Đế. Thiên sứ của Allah sallam nói: "As-salatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan." Mukaffaratun bainahunna idha istanaba al-kabir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói năm lễ nguyện Salah, Ramadan này, Jum'at này đến Jum'at kia, Ramadan này đến Ramadan kia là sự bôi xóa tội lỗi giữa chúng. Nếu như một người bề tôi tránh xa những điều đại trọng tội. Trong một hadith khác, thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã hỏi các vị sahaba của người: "Các ngươi có thấy là rằng nếu như là trước cửa nhà của ai đó trong các ngươi có một con sông để cho y tắm rửa mỗi ngày 5 lần, thì trên cơ thể của y có còn dính lại những vết bẩn nào nữa không?" Thì các vị sahaba đồng thanh đáp: "Thưa thiên sứ của Allah, chắc chắn là không." Thiên sứ của Allah sallam nói: "Fadhalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya." Cũng như vậy, Allah sẽ dùng năm lễ nguyện Salah ngày đêm để bôi xóa những tội lỗi. Việc dâng lễ nguyện Salah là cơ hội để người Muslim giải lao sau những cái vất vả mệt nhọc của cuộc sống trần gian này. Thì người Muslim khi đứng dâng lễ nguyện Salah là y đang đứng trình diện nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế của y, đứng bảo hộ y, đứng
toàn năng, đứng toàn quyền quyết định mọi thứ trên cuộc sống trần gian này, đứng mà có thể giúp y thực hiện tất cả những điều mà y mong muốn, thì lúc đó trái tim của y sẽ thanh thản, an bình, và mối quan hệ với mối quan hệ này của y đối với thượng đế của mình. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Đó là những người có đức tin. Đó là những người có đức tin. Và con tim của họ, và con tim của họ, con tim của họ sẽ tìm thấy sự bình an trong cái sự tụng niệm tưởng nhớ Allah. Quả thật, sự tụng niệm tưởng nhớ Allah, các con tim sẽ tìm thấy sự bình an và thanh thản. Thiên sứ, vì vậy Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã từng nói với Bilal, một cái người Adhan của người thời đó: Ya Bilal arihna bis-salah. Này Bilal, hãy cho ta nghỉ ngơi với lễ nguyện salah. Thực vậy, mỗi khi mà Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam cảm thấy mà buồn phiền, phiền muộn, thì Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường là giải tỏa nỗi buồn của mình bằng cái lễ nguyện salah. Và người nói: Ja'alat qurratu ayni fi salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: ta tìm thấy niềm vui trong lễ nguyện salah. Thì điều quan trọng hơn hết, điều quan trọng cho chính cho hình thức thờ phượng này, là Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã gọi lễ nguyện Salah là nền tảng trụ cột của tôn giáo, và người đã thông báo cho chúng ta biết rằng nó là điều đầu tiên được đưa ra xét xử vào ngày phán xét cuối cùng. Người nói: Inna awwaluma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Nabi Muhammad sallam nói: Quả thật, việc đầu tiên mà người bề tôi bị được đưa ra xét xử vào ngày phán xét cuối cùng đó là lễ nguyện salah. Vì vậy, nếu nó được hoàn tất tốt đẹp thì y sẽ được thành công và được cứu rỗi, còn nếu nó được sẽ không được hoàn thành thì y sẽ thất bại và thua thiệt. Lễ nguyện Salah không những là trụ cột của tôn giáo mà nó còn là sự kết nối, là mối quan hệ giữa người bề tôi và Thượng Đế. Chính vì lẽ này nên nó được coi là sự thờ phượng vô cùng trọng đại và thiêng liêng trong các sự thờ phượng. Thì Allah đã ra lệnh cho người Muslim phải giữ gìn và phải duy trì lễ nguyện Salah trong mọi hoàn cảnh, dù là ở nơi đang cư trú, hay là đang trên đường đi xa, hay trong tình trạng khỏe mạnh, hay là lúc bệnh tật. Và mỗi người Muslim được yêu cầu phải thực hiện 5 lễ nguyện Salah bắt buộc trong một ngày, ngày đêm. Thì mỗi người Muslim phải quay mặt về Mecca khi thực hiện các cuộc lễ nguyện Salah, đối diện với căn nhà đầu tiên được xây dựng để thờ phượng một đấng duy nhất là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là cái ngôi nhà Kaaba. Nó là một kiến trúc hình lập phương trống rỗng mà hiện nay đã nằm trong lãnh thổ của Ả Rập Xê Út. Và nó được xây dựng bởi Nabi Ibrahim và con trai của người Ismail alayhi salam để thờ phượng một đấng duy nhất, và chỉ có một đấng đích thực. Người Muslim cần nhớ rằng là người Muslim không có bất kỳ di tích hay bất kỳ biểu tượng thần thánh nào cả. Người Muslim là không thờ phượng ngôi đền Kaaba. Họ chỉ thờ phượng một thượng đế duy nhất, đó là Allah, và họ quay mặt về Kaaba. Việc quay mặt về ngôi đền Kaaba trong lễ nguyện Salah là biểu hiện hợp nhất của những người có đức tin trong thờ phượng, trong các buổi lễ nguyện Salah của họ hướng về một thượng đế duy nhất. Thì bất kỳ người Muslim nào thờ phượng ngôi đền Kaaba, hay thờ phượng bất kỳ cái gì khác ngoài Allah, thì cái người đó không phải là người Muslim, mà người đó chính là người thờ bục tượng và mang tín ngưỡng đa thần. Lễ nguyện Salah 5 lần diễn ra ngày đêm, trong ngày đêm, là một sự nhắc nhở thường xuyên về bổn phận của một người trong việc phụng tùng mệnh lệnh Thượng Đế. Cuộc lễ nguyện Salah là một liên kết trực tiếp giữa người bề tôi, giữa người thờ phượng với Thượng Đế. Đó là một cơ hội để tiếp cận Thượng Đế bằng sự thờ phượng, bằng sự tạ ơn, bằng sự cầu xin tha thứ, mong được hướng dẫn và hy vọng lòng thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì ngoài cái 5 lễ nguyện Salah bắt buộc mỗi ngày đêm này, thì một người Muslim có thể tự nguyện thực hiện thêm những cái lễ nguyện Salah thường xuyên hơn
được gọi là lễ nguyện Salat Sunnah. Thì các lễ nguyện Salat Sunnah này có thể được thực hiện trong bất kỳ thời gian và trong bất kỳ địa điểm nào mà người Muslim, mà người tín đồ Muslim cảm thấy phù hợp và thuận tiện. Thì đến đây chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần trụ cột thứ hai của Islam, đó là lễ nguyện Salat ngày đêm 5 lần. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn và soi sáng, bởi Ngài là đấng hướng dẫn và soi sáng tốt nhất. Wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.